Các bạn lưu ý, đây là bản tiểu thuyết ghép ạt, một số hình không khớp với truyện tranh. Nếu các bạn muốn xem truyện tranh, mời các bạn quay lại và chờ thêm trên các kênh đang công chiếu. Chúc các bạn một ngày tốt lành chap 368. Để làm cho tiểu bảo bảo của mình yên tĩnh lại, thẩm lãng đã ôm nàng xuống tầng hầm. Ở nơi này, họ không thể nghe được tiếng chửi rủa từ bên ngoài. Trong bóng tối, tiểu bảo bảo đang dựng lỗ tai, mở to đôi mắt, vô cùng sung sướng. Bởi vì vợ của kiếm vương Lý Thiên Thu đang hát, Nàng hát nhạc thiếu nhi rất hay, chắc là hay nhất thủ đô, bởi vì nàng rất yêu trẻ em, rất mong muốn có một đứa con của riêng mình. Dù nàng đã khỏi bệnh, nhưng cảm thấy làn da của mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nàng rất muốn ôm tiểu bảo bảo, nhưng lại lo sợ có thể làm bẩn cô bé. Vì thế, nàng đã chọn cách hát cho tiểu bảo bảo nghe. Nàng hát từ bài này sang bài khác, tiểu bảo bảo rất thích nghe nàng hát. Ha ha ha. Khi nghe đến những đoạn hấp dẫn, Tiểu Bảo Bảo thầm mật, nàng con vỗ tay nhỏ bé của mình. Băng Nhi vui mừng nói: Thầm thầm quá giỏi. Chúng ta Tiểu Bảo Bảo luôn rất nghiêm túc, ít khi cười. Thực sự như vậy. Tiểu Bảo Bảo thầm mật thường rất nghiêm túc, hiếm khi cười. Thẩm Lãng thường xuyên làm những biểu cảm hài hước để làm Tiểu Bảo Bảo cười, nhưng kết quả là Tiểu Bảo Bảo chỉ nhìn hắn với ánh mắt tò mò, không hề cười. Thậm chí nàng còn lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Ba ba này đang làm gì vậy? Nhưng hiện tại khi nghe Khâu Thị, vợ của Kiếm Vương hát những bài hát thiếu nhi thú vị, tiểu bảo bảo lại cười. Nghe tiếng cười của tiểu bảo bảo, khâu thị cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Nàng tiếp tục hát không ngừng, không biết nàng đã học được bao nhiêu bài hát thiếu nhi thú vị. Và tiểu bảo bảo, một mặt cười, một mặt há mồm, muốn học theo. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa biết nói, chỉ biết phát ra những âm thanh như e e a a, ở ngoài phủ trường bình hầu tước. Hơn một ngàn quý tộc ăn chơi chắc táng cùng với hàng ngàn tên du côn lưu manh đang vây công và chửi rủa bởi vì thẩm lãng không để ý tới khiến cho tiếng mắng của họ càng thêm khó nghe thẩm lãng trả tiền trả tiền nếu ngươi không trả tiền thì để thê tử của ngươi ra tiếp khách cũng được chúng ta sẽ trả giá cao một lần là một trăm đồng vàng tiếp khách năm vạn lần sẽ đủ trả hết nợ thẩm lãng ngươi lừa tiền của chúng ta không sợ trời sẽ trừng phạt sao nghe nói thê tử của ngươi kim mộc lan đang mang thai nếu sinh hạ một đứa con chắc chắn sẽ không có may mắn bên ngoài tường vây không chỉ có phân người, mà còn có những lời trừ rủa tục tĩu. Thẩm Lãng, trả tiền, thẩm lãng, trả tiền, kẻ lừa đảo thẩm lãng, không chết tử tế được. Thẩm Lãng, nếu thê tử của ngươi tiếp khách còn chưa đủ, thì ngươi cũng có thể ra bán. Mỗi lần là 5 đồng vàng, chắc chắn sẽ có rất nhiều đàn ông muốn mua. Ngay sau đó, một cây đuốc bất ngờ được ném từ trong đám người ra, trực tiếp ném vào tường vây. Mọi người tức khắc hoảng sợ, này, đù mế, đây quả là một hành động quá mạo hiểm. Việc trừ rủa và vây công không quan trọng, cuối cùng thẩm lãng đã lừa tiền của họ trước đây, nên việc họ đến đòi tiền là chuyện bình thường. Nhưng việc họ phóng hỏa thiêu phủ trường bình hầu tước, thì tính chất của vụ việc đã thay đổi. Ai đã phóng hỏa? Đương nhiên là người của thẩm lãng, họ đang ẩn núp trong đám người ăn chơi chắc táng đang vây công. Sau khi nhận được tín hiệu, họ lập tức tạo ra một cuộc náo loạn lớn. Họ đốt phủ của trường bình hầu tước, nhưng bên trong, thẩm lãng không có phản ứng gì. Có hơn 100 người ẩn núp trong đám người, họ ném những cây đuốc cháy vào phủ của Trường Bình Hầu Tước. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, những quý tộc ăn chơi chắc táng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Họ tự hỏi, đây là ai đang làm việc này? Họ đã tạo ra một cuộc náo loạn lớn như vậy, liệu có gặp rắc rối không? Kết quả là, thẩm lãng bên trong vẫn không có phản ứng, cũng không có phản kích tức giận. Thẩm lãng có phải đang gặp khó khăn không? Không thể nào. Những người này, dường như điên cuồng, liên tục ném cây đuốc vào phủ của trường bình hầu tước. Sau một lát, phủ của trường bình hầu tước bên trong bắt đầu cháy lớn khói đen dày đặc thẳng tắp lên trời những quý tộc ăn chơi chắc táng này cuối cùng cũng cảm thấy không ổn một cảm giác nguy hiểm bắt đầu lan tràn những tên du côn lưu manh này thay vì sợ hãi lại khen ngợi cuộc náo loạn đốt tốt lắm đốt tốt lắm đốt chết thẩm lãng con chó ở rể đốt chết người phụ nữ của thẩm lãng thẩm lãng ra đây đi ra đây đi lúc này lửa trong phủ của hầu tước càng ngày càng dữ dội có thể không dữ dội sao ở một mảnh đất trống rộng lớn, võ liệt cùng hàm nô và những nữ trang sĩ khác đang liều mạng thêm củi vào lửa, khiến ngọn lửa càng thiêu càng mạnh mẽ. Đốt thẩm lãng, đốt tiểu bạch kiểm, nhanh đến xem, nhanh đến xem. Nhưng những quý tộc ăn chơi chắc táng này, với gương mặt tái mét, muốn từ từ rút lui, chạy trốn vào nhà. Dù nhóm người này là chất thải công nghiệp, nhưng họ vẫn cần phải có một chút mẫn cảm, ở đây có âm mưu. Nhưng mà, họ không thể rời đi bởi vì phủ của Trường Bình hầu tước xung quanh đã bị vây kín. Một vạn quân thành vệ đã được trang bị đầy đủ vũ khí, cuồn cuộn tiến lên. Khi nhìn thấy quân đội lớn này, những quý tộc ăn chơi chắc táng cảm thấy như muốn ngất đi. Quả nhiên có âm mưu, có âm mưu lớn. Đây, đây là muốn tạo ra một sự kiện lớn. Phanh 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 phanh, một vạn quân đội như một ngọn núi di động, từng bước một thu hẹp vòng vây, từng bước một thu hẹp vòng vây. Ninh chính đang tọa chấn tại đề đốc phủ, và người lãnh đạo quân đội lớn này chính là khổ đầu hoan. Các ngươi những kẻ hoành hành không hợp pháp này, giám đốt phủ của Trường Bình Hầu Tước, thật là gan lớn. Lên, đem tất cả những kẻ vi phạm pháp luật, bắt hết. Nếu dám chống đối, dám chạy trốn, giết không tha, giết không tha. Theo lệnh của khổ đầu hoan, một vạn quân thành vệ bắt đầu tấn công. Ngay lập tức, những quý tộc ăn chơi chắc táng hoàn toàn run sợ. Sau một thời gian ngắn sợ hãi, họ hô to. Chạy nhanh, mọi người hãy lao ra đi, pháp luật không trách chúng ta, họ không dám giết chúng ta, không dám giết chúng ta. Nhóm người này rõ ràng muốn lợi dụng những tên du côn lưu manh lao ra vòng vây, nhân cơ hội để chạy thoát. Và những tên du côn lưu manh này, sau khi nghe tiếng la, cũng tận dụng cơ hội để lao ra. Lao ra đi, lao ra đi, pháp luật không trách chúng ta, họ không dám giết chúng ta. Thẩm lãng, con chó ở rể, trời sẽ trừng phạt ngươi, lao ra đi. Hàng ngàn tên du côn lưu manh lao ra điên cuồng, muốn chạy trốn ánh mắt của khổ đầu hoan trở nên lạnh lùng hắn ta lo lắng chạy chỉ tiêu cho cuộc hành động sấm mùa xuân này còn đang sợ thiếu sát 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 hắn ta ra lệnh theo lệnh của hắn ta những mũi tên của quân thành vệ rơi xuống như mưa một cuộc thảm sát lớn đã bắt đầu máu tươi bắn ra khắp nơi a dùi ui a a mưa tên tàn bạo chợt rơi xuống mũi tên dễ như trở bàn tay xé ra thịt đâm vào trong thân thể vô số lưu manh côn đồ đều ngã xuống đất trong nháy mắt quỷ khóc sói gào, máu tươi đầy đất. Mà những thứ lưu manh côn đồ cận bã này sức chiến đấu cũng hiển lộ không thể nghi ngờ, bình thường phách lối lợi hại, lúc gặp phải quân đội thì y như một đống cướp. Hai đợt mưa tên, sau đó mấy trăm người ngã trong vũng máu. Không nghĩ tới, lại giết thật, lúc trước mọi người gây rối cũng không phải một hai lần. Ngăn cản bát điên và bát thị đi thi, lúc ít bảng văn võ thì vô số lưu manh côn đồ còn gây đủ trò, sau đó thi rớt cuộc thi khóc thánh miếu bọn chúng cũng hùa theo gây rối nhưng cho tới bây giờ cũng không có đại khai sát giới cũng là pháp không trách chúng không gán tội cho số đông lần này chúng ta rõ ràng là phe có lý rõ ràng là thẩm lãng lừa gạt tiền chúng ta tới lấy lại công đạo lại thực sự giết người sao quỳ xuống quỳ xuống khổ đầu hoan hạ lệnh một vạn thành vệ quân giống to hơn quỳ xuống quỳ xuống tức khắc lưu manh côn đồ còn chưa chết đều quỳ trên mặt đất khổ đầu hoan chỉ thằng sau những tên thiếu gia ăn chơi quyền quý kia giọng lạnh lẽo quỳ xuống toàn bộ quỳ xuống. Đám thiếu gia ăn chơi kia tức khắc bất mãn, chúng ta có thân phận gì? Chúng ta ở đây chí ít cũng là huân quý, ngươi chính là thiên hộ mà thôi, bình thường cùng chúng ta ăn cơm đều không có tư cách, bây giờ lại còn muốn chúng ta quỳ xuống. Một tên con trai bá tước đi ra, cất giọng thản nhiên, vị tướng quân này, phụ thân của ta là bá tước ân viễn. Thầm lãng lừa gạt tiền, chúng ta chẳng qua là tới lấy lại công đạo, chuyện này chẳng lẽ sai sao? Thành vệ quân của Trường Bình Hầu cũng không tránh khỏi quá ương ngạnh đi, để con cháu quý tộc chúng ta phải quỳ xuống. Chỉ sợ ngươi sẽ chịu không nổi đâu. Khổ đầu hoan xuất ra danh sách, nhìn thoáng qua người kia nói, con trai thứ ba của bá tước ân viễn, trình tiền. Vậy tên con em quý tộc kiêu căng nói, đúng vậy, khổ đầu hoan quát lạnh, quỳ xuống. Trình tiền hết hồn, gã đường đường công tử phủ bá tước ân viễn, chỉ là một thiên hộ thành vệ quân thiên cũng dám bảo gã quỳ xuống kia à. Ngươi thật to gan, dù cho ta ở bên trong phủ thái tử, cũng không cần quỳ xuống. Trình tiền nói bằng giọng lạnh lẽo, khổ đầu hoan vung tay lên hai võ sĩ quân niết bàn tiến lên chợt đá một cái vào đầu gối trình tiền dầm gã chợt quỳ ở trên mặt đất lúc này thẩm lãng cuối cùng xuất hiện ánh mắt của tất cả mọi người nhìn phía hắn kèm theo nghiến răng nghiến lợi hận không thể lột ra rút xương thẩm lãng trực tiếp đi tới trước mặt trình tiền ngươi căn bản chưa từng mua hoàng kim long huyết ngươi là một thư sinh học trò quốc tử giám vì sao cũng muốn tới nhà của ta gây rối thẩm lãng bèn hỏi trình tiền cười lạnh nói ngươi dám làm không dám để cho người ta nói sao thẩm lãng nói ta làm cái gì trình tiền nói ngươi lừa tiền mồ hôi nước mắt của mọi người chúng ta chúng ta lẽ nào thì không thể lấy lại công đạo à thẩm lãng ngươi vì chạy trốn chịu tội lại xuất động thành vệ quân đại khai sát giới thử giơ tay quả thực người người oán trách hôm nay ngươi có thể thành vệ quân vì ngươi tiêu trừ tội ác ngày mai ngươi có thể sai khiến thành vệ quân tạo phản hay không thật không hổ danh thư sinh quý tộc dội nước bẩn lên người khác chính là chuyên nghiệp ánh mắt của thẩm lãng nhìn hắn một cái thở dài nói, đáng thương, đáng thương. Trình tiên cất giọng giận dữ, ta có cái gì đáng thương. Ta là đường đường con trai trưởng phủ bá tước ân viễn, thân phận không phải càng cao hơn thứ ở rể nhỏ nhoi như ngươi sao. Thẩm lãng nói, tước vị của phủ bá tước ân viễn không tới phiên ngươi, muốn đi đường khoa cử, thế nhưng bằng vào thứ tài hoa bình thường như ngươi lại đi không thông. Muốn đi đầu nhập vào thái tử nhưng lại không được coi trọng, thế là liền lựa chọn đầu cơ, chủ động tới đến nhà ta gây rối. Hy vọng thái tử có thể thấy biểu hiện của ngươi, cất nhắc ngươi một phen. Lời nói này trúng ngay chỗ đau của trình tiền. Thẩm lãng nhà ngươi tốt lắm ấy à, ngươi còn chưa phải là đầu cơ sao. Ngươi còn chưa phải là đầu phục ninh chính để thăng quan tiến chức sao. Trình tiền cả giận nói, ngươi còn không phải là vì vinh hoa phú quý. Ngươi có thể so với ta tốt bao nhiêu nào, thẩm lãng không để ý đến những lời này. Chẳng qua là cầm lấy danh sách, cất giọng thản nhiên, trình tiền, ngươi ở kinh đô có thu nhập, có một hiệu cầm đồ, nhưng lại là cướp đoạt hơn nữa ngươi còn mở hoạt động cho vay nặng lãi vì đòi nợ đã từng đánh gãy chân bảy người còn đánh đã chết hai người nghe những lời này trong lòng trình tiền run lên thẩm lãng cầm lấy bút mực đỏ ở ngay tên của trình tiền vẽ một dấu chéo trình tiền hết hồn dấu chéo trên đây là có ý gì khổ đầu hoan không nói hai lời trực tiếp lấy ra chiếu thư quốc quân chiếu thư này không phải thánh chỉ mà là viết cho toàn bộ dân chúng kinh đô nhìn khắp nơi đều dán phía trên viết rõ ràng gần đây kinh đô không yên đạo tặc tác loạn, thủ đoạn hung hăng ngang ngược, nhìn thấy mà giật mình. Vì để cho vạn dân an cư lạc nghiệp, vì trả lại càn khôn tươi sáng cho kinh đô, chính thức mở ra hành động sấm mùa xuân, càn quét tất cả tội ác. Phần chiếu này viết rất đơn giản, bảo đảm để toàn bộ dân chúng cũng có thể xem hiểu. Thế nhưng đại ấn phía trên lại đặc biệt kinh người, ấn của quốc quân. Điều này đại biểu được cái gọi là hành động sấm mùa xuân, căn bản cũng không phải là hành vi của phủ đề đốc thiên Việt, mà là đến từ ý chí tối cao của quốc quân ngu ngốc, ngươi chết. Thẩm Lãng cất giọng thản nhiên. Tức khắc, hai gã thành vệ quân không nói hai lời, trực tiếp tiến lên đeo xiềng xích cho Trình Tiền. Vị công tử phủ bá tước ân viễn cả người giống như run rẩy vậy, ước chừng một lúc lâu mới gào rú kêu thành tiếng. Thẩm công tử tha mạng, thẩm công tử tha mạng. Ta sẵn lòng lập công trục tội, ta sẵn lòng tố giác vạch trần, ta sẵn lòng đầu nhập vào ngũ điện hạ. Thẩm Lãng khinh thường, thật sự coi phủ hầu tước Trường Bình tệ đến thế này à? Thứ mèo chó gì đều nhận sao, tiếp đó ánh mắt của thẩm lãng nhìn mọi người tiếp đó ngón tay của hắn bắt đầu chọn người đây đây nữa tên trên mặt có sẹo tên lông mày chỉ có một nửa theo hắn chỉ trỏ quân niết bàn không nói hai lời trực tiếp đi vào bắt người chỉ chốc lát ngắn ngủi lập tức đã bắt ra hai mươi mấy người toàn bộ đều đứng ở trước mặt thẩm lãng run lẩy bẩy thẩm lãng đã sớm nhớ kỹ đám người kia những người này mắng chửi vô cùng tàn nhẫn khó nghe nhất nào là thẩm lãng đi bán mông để vợ thẩm lãng đi đón khách những lời này đều là bọn chúng rủa dội phân cũng là chúng làm thẩm lãng tìm kiếm ký ức tiếp đó kinh hãi phát hiện chỗ này có một nửa đều là lưu manh côn đồ lúc trước cùng hắn đánh cược ăn 10 cân phân đánh cuộc thua sau đó thẩm lãng xua gần một ngàn tên du côn đến cái ao ủ phân lớn nhất ngoài thành chết chìm hơn phân nửa may mắn còn sống sót mấy trăm người mà trước mắt có mười mấy người đều là những kẻ sống sót lúc ấy rõ ràng kỳ quái bị hố phân bao phủ suốt cả khắc đồng hồ chắc hẳn là bài học cả đời khó quên đi. Sẽ phải sợ đến sâu tận đáy linh hồn đi. Lẽ ra may mắn còn sống sót, cần phải tràn đầy cảm giác thấy may mắn sống sót sau tai nạn, cần phải yêu quý sinh hoạt, yêu quý cuộc đời, không dám lại đi trêu chọc thẩm lãng chứ. Chuyện kia mới đi tới bao lâu? Nửa năm đi. Những người này đều đã quên, lại tới trêu chọc thẩm lãng. Người thực sự cứ như vậy dễ quên sao? Đúng, con người vốn dễ quên như vậy. Có vài người mới vừa ngồi tù ra, không đến ba ngày lại phạm tội có con bạc mới vừa cắt máu ăn thề nói tuyệt đối không còn đánh bạc, kết quả ba ngày sau lại đi, thậm chí lúc đó còn chưa gỡ băng gạc bao trên tay nữa. Thẩm Lãng cầm lấy danh sách, tiếp đó có chút kinh ngạc sững sờ, công việc Ninh Chính lại làm được đến mức này. Vì lần hành động xuân lôi này, quả thực liều mạng. 25 người trước mắt này, có tầm 24 người trên danh sách, chỉ có một người không ở trong đó. Thẩm Lãng hỏi kẻ kia, ngươi tên là gì? Nói cho rõ, người kia toàn thân run rẩy, a a a ta không phải lưu manh ta lúc trước không có phạm qua sai lầm thẩm lãng nói vậy ngươi lúc trước từng làm gì người kia nói ta là bảo đường chân sai vặt chạy tới chạy lui thẩm lãng nói vậy vì sao xuất hiện ở nơi này bảo ta đi bán mông để nương tử của ta tiếp khách trả tiền lại cũng là ngươi mắng ra ta không có trêu chọc ngươi vì sao phải chửi ta như vậy người kia sợ đến đũng quần trực tiếp ướt bởi vì ta ra mắt thất bại nhà cô nương ấy trướng mắt ta người kia nói thẩm lãng nói chỉ có thế ngươi đi nguyền rùa ta nguyền rùa cả nhi tử chưa ra đời của ta nguyền rùa nương tử của ta ta không biết ta không biết dù sao trong lòng ta vô cùng phẫn nộ ta chính là muốn đi đè một con đàn bà ta muốn phát tiết người này vừa sợ đến cứt đái khí đều xuất hiện vừa biểu cảm hung tàn cái bộ dáng này thấy thẩm lãng đều có chút ra đầu tê dại trái đất hiện đại cũng không có thiếu người như vậy bình thường nhìn đàng hoàng thế nhưng với thế giới tràn đầy vô hạn thù hận bỗng nhiên có một ngày liền sẽ làm ra sự việc khủng khiếp Tên ngươi là gì? Nói mau. Thẩm lãng nói. Người kia ra sức lắc đầu. Ta không nói, ta chết cũng không nói. Bỗng nhiên trong đám người có kẻ hô lên, hắn là Trương Bẩm. Thẩm lãng trong danh sách tăng thêm một tên Trương Bẩm, tiếp đó vẽ một dấu chéo. Khổ đầu hoan cầm lấy danh sách, thành vệ quân đẩy hai mươi mấy người này về phía góc tường. Quỳ xuống, xoẹt, giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất. Trong không khí, truyền đến mùi vị vô cùng hôi tanh, rất nhiều người sợ đến bĩnh ra quần. Khổ đầu hoan lại một lần nữa hét lớn, bệ hạ có chỉ, lần này hành động xuân lôi nhất định phải triệt để. Tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ góc chết, mặc kệ gia tộc các ngươi tức vị cao bao nhiêu, công lao bao lớn, hết thảy vô dụng. Quỳ xuống, một tiếng giống to như sấm sét, những tay thiếu gia quyền quý ăn chơi kia đều quỳ trên mặt đất. Thẩm lãng cầm lấy danh sách, ánh mắt hướng những tay thiếu gia quyền quý ăn chơi này. Kẻ nào bị ánh mắt của hắn quét chúng, trực tiếp toàn thân run rẩy, gần như đều phải bất tỉnh đi cơ hồ nhìn đâu chết đó thật là đáng sợ đám ăn chơi chắc táng ở đây dưới tay tên nào không có nuôi lưu manh côn đồ chưa làm chuyện khi nam bá nữ không có một ai chưa từng chuyện xấu đàn ông độc ác đàn bà bá đạo trị an của kinh đô chuyển biến xấu có hơn phân nửa đều là bởi vì của bọn họ gây ra đại đa số lưu manh côn đồ gây tai họa ngược lại có một nửa là vì sống bẩn thay cho bọn họ chỉ cần lên danh sách này tiếp đó vẽ một dấu chéo một cái mạng coi như đã được thông báo rồi thẩm lãng thật đúng là vẽ dấu chéo trên mỗi một tên. Quốc quân ý kiến cũng vô cùng rõ ràng, lần hành động xuân lôi lần này không chỉ nhằm vào lưu manh cô nổ. Đám bang phái đầu sỏ mà còn muốn giết một nhóm, còn có quyền quý sau lưng chúng cũng phải giết một mớ. Phải giết cho bọn chúng sợ hãi, lập tức sẽ phải đến cuộc chiến nghiêng nước, kinh đô phải hoàn toàn tẩy trừ sạch sẽ. Bằng không khi chiến cuộc xuất hiện biến cố, dễ dàng xuất hiện nhiễu loạn hơn nữa. Thẩm lãng vẽ một dấu chéo, liền đại biểu một cái mạng mất. Oan uổng à, không oan uổng. Công việc của Ninh Chính quá cẩn thận, hoặc là bọn con nhà giàu này sống quá cầu thả, việc giết người phóng hỏa không có che giấu bao nhiêu. Dĩ nhiên không phải bọn họ tự mình động thủ, nhưng là chủ sự phía sau màn. Ngươi nói tiểu lưu manh có thể còn bị giết lầm. Thế nhưng những tê tay thiếu gia quyền quý ăn chơi này, tuyệt đối không có nửa oan uổng, quẹt rồng dã mười mấy dấu chéo đỏ chót. Tiếp đó thẩm lãng bèn hỏi, các vị nhân huynh, nghe nói ta đã lừa gạt tiền các vị sao, toàn chàng lặng như tờ, không nói lời nào thẩm lãng lại cầm lấy ra một bút đó đi tới trước mặt một tay ăn chơi rồi hỏi ngươi tên là gì nói mau không 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 thẩm công tử làm sao có thể gạt tiền chúng ta không thể nào không thể nào thẩm lãng nói vậy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì gã ăn chơi chắc táng nói những tiền kia là chúng ta chủ động hiến tặng lập tức sẽ phải bạo phát đại chiến quốc gia hưng vong hú chi chúng ta hưởng thụ ơn của nước nhà cho nên chúng ta chủ động tới đưa tiền chủ động tới quyên góp thẩm lãng nói thật vậy chăng thực sự thực sự gã ăn chơi chắc táng ra sức gật đầu thẩm lãng nói ta kết quả thật không có đã lừa gạt tiền các ngươi không có không có gã ăn chơi chắc táng vỗ ngực nói ai dám nói xấu thẩm công tử như vậy ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý vương lăng ta đây sẽ đi liều mạng với kẻ đó a à, ngươi chính là vương lăng không nhìn ra nhạy bén thế này thẩm lãng hỏi vậy cái gọi là hoàng kim long huyết là gì tên thiếu gia ăn chơi vương lăng nói thẩm công tử thấy cơ thể chúng ta không khỏe cho nên điều chế thuốc bổ đặc biệt cho chúng ta. Sau khi ta uống xong, thân thể quả nhiên tốt hơn rất nhiều, cảm ơn thẩm công tử, cảm ơn thẩm công tử. Thẩm lãng nói, vậy 6.000 lượng vàng, quả nhiên cùng hoàng kim long huyết hoàn toàn không có liên quan sao. Vương lăng ra sức lắc đầu nói, hoàn toàn không liên quan, 6.000 lượng vàng là chúng ta chủ động quyên. Còn thuốc bổ vàng rực kia là thẩm công tử không có điều kiện gì tặng cho chúng ta. Thẩm lãng vỗ vỗ bờ vai của gã rồi nói, vương lăng ngươi tốt ngươi không tệ tiếp tục thẩm lãng lấy ra một phần danh sách tự nguyện quyên góp rồi nói vương lăng ngươi chủ động hiến cho sáu lượng vàng quân lương cái này tốt quốc quân cũng sẽ vui vẻ nhưng không thể làm chuyện tốt không để lại tên tới đây nào ký tên của ngươi ta muốn làm một cái bảng vàng danh dự thật to phàm là những người từng quyên góp phải viết tên lên hết để làm dạng dỡ tổ tông a đúng đúng làm dạng dỡ tổ tông vương lăng tiếp nhận bút ở trong danh sách quyên góp tự nguyện đầy vinh quang ký tên của mình, còn đóng dấu vân tay. Vương công tử không tệ, không tệ, Thẩm Lãng nói, phần chứng nhận đã quyên góp đầy vinh quang này mang về nhà. Tiếp đó, thật sự có một cuốn sổ đỏ đưa tới trong tay Vương Lăng. "Về nhà đi, về nhà đi." Thẩm Lãng nói. Vương Lăng dập đầu nói, "Cảm ơn Thẩm công tử, cảm ơn Thẩm công tử, ta nhất định sẽ quý trọng phần vinh dự này." Tiếp đó, gã nâng chứng nhận quyên góp đầy vinh quang này chạy nhanh như bay vòng vây của thành vệ quân quả nhiên nhường lại một chỗ hồng để gã chạy ra ngoài vương lăng chạy một hơi ra khỏi mấy dặm tiếp đó ngồi trồm hổm dưới đất gào khóc quá không dễ dàng ta cuối cùng còn sống làm ta sợ muốn chết cha mẹ ơi làm con sợ muốn chết bên ngoài phủ hầu tước trường bình có người đưa đến một cái bàn thẩm lãng đơn giản hiện trường làm việc trong các ngươi còn ai chủ động quyên góp tất cả lên ký tên in dấu tay tiếp đó cầm giấy chứng nhận vinh quang này về nhà đi tức khắc những tên con nhà giàu này đều tiến lên ký tên tiền rất quan trọng thế nhưng mạng còn quan trọng hơn thế là chuyện bị gạt sáu lượng vàng cứ trôi luôn như vậy lần này bị gạt sáu lượng vàng liền cứ định như vậy đi tên súc sinh thẩm lãng này thật là đáng sợ không thể trêu vào a không chỉ lừa gạt tiền của ngươi còn muốn mạng của ngươi trước mắt bây giờ đã rất rõ ràng thế này không ký tên in dấu tay ngươi liền không đi được liền sẽ trở thành đối tượng bị đánh của hành động xuân lôi cái gì ngươi trong sạch thân đang không sợ bóng nghiêng, ta nhổ vào. Tức khắc, đám công tử ăn chơi đều xếp hàng ký tên, tỏ ý mình là tự nguyện quyên tặng 6.000 lượng vàng, hoàn toàn hy sinh vì nước mà giúp đỡ. Thẩm lãng căn bản cũng không có đã lừa gạt bọn họ tiền. Ký tên về ký tên, nhưng trong lòng những người này chửi ầm lên. Tên tiểu xúc sinh thẩm lãng nhà ngươi quá độc, đê tiện chơi cháo, sinh con không có bi. Thế nhưng phát sinh một màn kế tiếp, để cho bọn họ trong lòng cũng không dám mắng lại một người ăn chơi chắc táng tiến lên muốn ký tên, tỏ ý tự nguyện quyên góp. kết quả thẩm lãng phất phất tay nói, không, ngươi không cần ký, bay đâu lấy sáu nghìn lượng vàng tới. chẳng bao lâu, một dương vàng đặt ở trước mặt. tiền của ngươi chúng ta không thu, chúng ta sẽ đưa đến nhà ngươi, trả đủ số. tay ăn chơi này vừa nghe, tức khắc hồn phi phách tán. đây là ý gì? ta, à, ta ngay cả tiền cũng đưa không được. trương yên thế có đúng không? ngươi phạm vào tội lớn ngập trời còn nỗ lực dùng tiền mua bình an, ngươi xem quốc pháp như cái gì, giao dịch bẩn thỉu hà. Thẩm Lãng cất lên giọng đầy giận dữ, trong danh sách hành động xuân lôi có ngươi, để cho người nhà ngươi chuẩn bị hậu sự đi. Nghe những lời này, hắn liền quỳ gối liều mạng dập đầu. Thẩm công tử, Thẩm Ân công, Thẩm gia gia, tha mạng a. À. Ta tự nguyện quyên góp, ta cũng muốn yêu nước, Thẩm gia gia tha mạng a. À. Thẩm Lãng vung tay lên, bắt. Thành vệ quân tiến lên, trực tiếp đó đeo xiềng xích cho tay thiếu gia ăn chơi, nhét vào bên trong xe chờ tù. Đông đảo thiếu gia ăn chơi chắc táng ở đây lại một lần nữa sợ vãi đái, hóa ra. Sẵn lòng nhận tiền của chúng ta, sẵn lòng lừa gạt tiền của chúng ta, vậy là vẫn yêu quý chúng ta đó. Có vài người ngay cả tiền đều đưa chẳng được. Thế là những người này trong lòng nào dám mắng thẩm lãng nữa mà ra sức cầu nguyện. Thẩm lãng tuyệt đối không nên trả tiền lại cho ta, tuyệt đối không nên. Để ta thuận lợi ký tên, thuận lợi cúng tiền đi. Thế nhưng luôn luôn quỷ xui xẻo, cứ 30 người, thì có một bắt được tới trả tiền lại, đeo xiềng xích nhét vào xe chở tù, tầm hai canh giờ sau đó. Hơn một nghìn tên ăn chơi chắc táng toàn bộ ký tên ấn hết vân tay, cầm giấy chứng nhận quyên góp tự nguyện đầy vinh quang gào khóc về nhà. Từ nay về sau, sự việc thẩm lãng lừa gạt tiền chẳng còn nhắc lên được nữa. Các ngươi cũng là tự nguyện quyên tiền, thậm chí còn khóc quỷ xin quyên tiền. 30 tên xui xẻo thành công lấy lại tiền, nhưng lại sắp mất mạng đến nơi, giết gà dọa khỉ. Đến tận đây, sự việc hơn một nghìn tên thiếu gia ăn chơi bao vây tấn công thẩm lãng chính thức kết thúc. Cái gọi là chuyện thẩm lãng lừa tiền cũng hoàn toàn kết thúc. Hết cháp 368.